Theo các chuyên gia của Bộ Tài nguyên Môi trường, trung bình mỗi gia đình Việt Nam mỗi ngày sử dụng và thải ra ít nhất một túi ni lông. Riêng Hà Nội, thành phố đông dân thứ hai của cả nước, một ngày đã thải ra trên 1.000 tấn rác, trong đó có khoảng 13 tấn là nhựa và túi ni lông. Phần lớn số rác ni lông này do chưa có công nghệ xử lý nên vẫn được chôn vùi cùng với các loại rác khác. Do rác ni lông bọc rác sinh hoạt nên lâu tan, khi gặp mưa ngấm xuống đất gây ô nhiễm mạch nước ngầm, phải mất vài trăm năm túi ni lông mới phân hủy được. Bên cạnh đó, nếu xử lý túi ni lông bằng phương pháp đốt cũng gây ô nhiễm môi trường, vì túi ni lông chứa hai chất là PE và PP, khi đốt sẽ tạo thành khí CO2, CH4 và khí dioxin rất độc. Trong cái quá trình mà tái chế nó thì nó phát thải ra từ khí rồi các chất hữu cơ được rửa từ cái nguyên liệu này thì nó phát thải ra rất là cái nguồn nước của nó rất bị ô nhiễm rất là nhiều. Và khi mà từ cái nguồn nguyên liệu này mà đưa vào tái chế là phải được đốt cháy lên, đốt nung nóng lên, và từ khi mà mình gia nhiệt thì cái nguyên liệu này nó một phần cái chất hữu cơ mà chưa có được rửa sạch nó cũng bị đốt cháy và phát thải CO2. Và cái nhựa, mà một phần nhựa khi mà mình kiểm soát cái nhiệt độ nó không được ổn định thì nó cũng bị cháy ra, và cái lượng CO2 đó phát tán ra ngoài môi trường cũng rất là nhiều. Cho nên là riêng về cái ngành mà sản xuất nhựa tái sinh thì nó là một trong những cái ngành công nghiệp mà mặc dù là nó là cái ngành mà nó tiêu thụ những cái nguồn thải ra cho từ rất là nhiều nguồn gốc, nhưng mà khác nó cũng bản thân của nó cũng thải ra khí thải, rồi nó thải từ nước thải, rồi một phần nào đó chất thải rắn nó thải ra trong môi trường cũng rất là nhiều. Việc tái chế cũng có nhiều bất cập, như người lao động tiếp xúc trực tiếp với nhựa, ô nhiễm bụi, không khí môi trường xung quanh cũng bị ô nhiễm. Ngoài ra, chất lượng túi ni lông tái chế không cao. Song, do nhu cầu sử dụng từ thực tế, việc sản xuất túi ni lông tái chế nhằm đáp ứng thị trường tính đến nay vẫn là một nhu cầu cần thiết. Mặt khác, việc tái chế túi ni lông cũng giải quyết được một khối lượng lớn loại rác thải khó phân hủy và khó xử lý này. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để quản lý và giảm thiểu ô nhiễm từ ngành công nghiệp tái chế ni lông. Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của Bộ Công Thương với sự tài trợ của Danida đã triển khai một dự án sản xuất sạch hơn tại công ty nhựa Mỹ Hưng. Đây là một công ty điển hình ở tỉnh Quảng Nam có quy mô nhỏ chuyên sản xuất túi ni lông tái chế. Do đặc điểm nguồn nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất là ni lông thải loại từ nhiều nguồn khác nhau, được thu gom về công ty, nên nếu không kiểm soát chặt chẽ khâu nhập phế liệu thì đây là nguồn gây ô nhiễm bụi và rác thải rắn rất cao. Chính vì vậy, sau khi xem xét và đánh giá các nguồn gây ô nhiễm, các chuyên gia tư vấn kỹ thuật đã chỉ ra cho công ty một số giải pháp hạn chế ô nhiễm ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào. Chẳng hạn như yêu cầu người cung cấp làm sạch phế liệu trước khi bán cho công ty. Bên cạnh đó, khâu phân loại phế liệu trước khi đập bụi cũng được chú trọng. Các loại túi ni lông phế thải đều phải tách phần phế liệu quá bẩn bằng cách đập bụi riêng. Thiết bị đập bụi phải được che chắn kỹ, đảm bảo kín để bụi được thu gom triệt để, không làm ô nhiễm không khí trong nhà máy và môi trường xung quanh. Đây chỉ là hai giải pháp khá đơn giản là quản lý nội vi từ khâu nhập nguyên liệu và cải tiến, thay đổi thiết bị và khống chế quá trình sản xuất một cách tốt hơn. Những giải pháp này đầu tư chi phí không đáng kể, vấn đề là chỗ xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm để có biện pháp xử lý mà thôi. Những vấn đề người ta làm là tôi nghĩ rằng là những cái đấy là trước đây là nó không khó lắm, nhưng mà mình không ngờ. Chẳng hạn vấn đề tổ chức sản xuất thế nào là khoa học để là giảm thiểu cái vấn đề là hao phí nguyên vật liệu. Tổn thất nguyên vật liệu và điện nước, những cái đó là nó là tác động đến cái vấn đề môi trường do vấn đề lãng phí. Chẳng hạn như là vấn đề là nước chúng tôi sử dụng rất là nhiều, nhưng mà cái đó là tất cả đều được thải ra bên ngoài. Nhưng bây giờ là chúng tôi đã có tuần hoàn là sử dụng lại được 50%, thì cái lượng 50% nó thải ra ít hơn, thì đó cũng là một cái lợi. Cái lợi thứ hai nữa đó là trong các công đoạn thì chúng tôi biết sắp xếp như thế nào
khi sử dụng nguyên liệu là có ngay nguyên liệu, đỡ cái vấn đề là nhân công phải làm việc nhiều. Và trước đây thì nó thật ra là có hết sức là lườm thườm, cho nên là nó hao tốn. Chẳng hạn như là vấn đề mà sử dụng điện á, là chúng tôi sử dụng những cái động cơ cũ, quăng đi quăng lại nhiều lần, và những cái vị trí mà lắp đặt á, thì không hợp lý, cho nên là có những động cơ là nôn tải mà có những động cơ là quá tải, thì những cái đó vấn đề là dễ cháy động cơ và hao tốn điện rất là nhiều. Phế liệu nhựa sau khi đập bụi được phân loại theo màu sắc, sau đó được băm trong máy băm vận hành thủ công thành mảnh vụn. Nhựa vụn được rửa sạch các tạp chất bẩn bằng nước. Thao tác rửa vụn nhựa được thực hiện bằng phương pháp thủ công trong các bể rửa xây bằng gạch. Các bể rửa được cấp nước trực tiếp bằng bơm và rửa theo nguyên tắc chảy tràn thải nước liên tục. Nước cấp là nước giếng khoan. Công ty đang sử dụng 11 công nhân cho công đoạn này. Do thao tác băm rửa thủ công nên công nhân phải lao động nặng nhọc vất vả, tiếp xúc trực tiếp với nhựa vụn và nước bẩn nên khả năng bị ảnh hưởng tới sức khỏe là khá cao. Năng suất băm rửa thấp nên tiêu tốn nhiều nước và cũng tạo ra nhiều nước thải. Để đảm bảo môi trường sản xuất và môi trường xung quanh, an toàn trong lao động sản xuất và sức khỏe nghề nghiệp cho công nhân trực tiếp sản xuất, việc đầu tư một hệ thống băm rửa và vắt bằng máy ly tâm đồng bộ thay thế thao tác rửa thủ công là rất cần thiết. Nó sẽ tạo ra nguyên liệu có độ sạch cao hơn và sẽ giảm đáng kể nước thải ra môi trường, tiết kiệm được nguồn tài nguyên nước phục vụ sản xuất, năng lượng điện dùng cho bơm nước. Theo tính toán, việc áp dụng máy rửa ly tâm thay cho việc băm rửa thủ công làm giảm 30% tiêu thụ nước, tương đương giảm 420 mét khối nước một năm, và tiết kiệm được tiền điện bơm nước là 336.000 đồng một năm. Do có hệ thống máy hoàn chỉnh nên năng suất lao động tăng cao, tương đương giảm được 5 công nhân lao động. Do đó, lợi nhuận do giải pháp mang lại là 66 triệu đồng một năm. Phế liệu nhựa vụn sau khi đã vắt ly tâm sẽ được sấy khô để vào bước công nghệ tiếp theo. Trước đây, khi công ty sử dụng than làm nhiên liệu đốt trong buồng kín để cấp nhiệt cho máy sấy nguyên liệu, có nhược điểm là sinh ra khí than CO, CO2, SO2, gây ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân và ô nhiễm môi trường, đồng thời có nhiều bụi bẩn trong nguyên liệu sấy. Công ty đã được tư vấn để cải tạo, chuyển đổi từ đốt than sang dùng điện cấp nhiệt cho máy sấy. Ưu điểm của giải pháp này là sạch, không gây ô nhiễm môi trường, không gây bẩn sản phẩm, nhưng chi phí cho công đoạn sấy sẽ cao hơn khi dùng than. Mục đích của sự chuyển đổi này là nhằm cải thiện môi trường làm việc để đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp cho công nhân và phòng chống ô nhiễm môi trường, nên công ty không đặt ra vấn đề về lợi nhuận kinh tế. Tuy nhiên, giải pháp vẫn có một số lợi ích gián tiếp ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của giải pháp. Đó là cải thiện môi trường làm việc cho công nhân, dẫn đến tăng năng suất lao động. Chi phí cho chăm sóc sức khỏe người lao động giảm và chất lượng sản phẩm tăng do không còn bụi than bám vào sản phẩm, dẫn đến tỷ lệ sản phẩm hỏng giảm, tỷ lệ tái chế xử lý lại sản phẩm giảm. Dự kiến tổng các lợi ích này sẽ làm tăng lợi ích kinh tế được khoảng 10 triệu đồng một năm. Như vậy, giải pháp này không hiệu quả lắm về mặt kinh tế, nhưng đạt hiệu quả rất lớn về mặt môi trường. Không tiêu thụ 9,4 tấn than cho công đoạn sấy, tương đương giảm phát thải khí nhà kính 17,3 tấn CO2. Trong quá trình sản xuất của công ty, có một số công đoạn sử dụng nhiệt để nung chảy ni lông. 2 vị trí tại phân xưởng tạo hạt và 6 vị trí trong phân xưởng thổi túi. Quá trình nung chảy của các vật liệu ni lông phát sinh ra nhiều khí thải CO, NOx, SOx. Mùi hôi và các hydrocarbon cháy chưa hoàn toàn. Đây là các khí thải có tính độc hại với sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. Qua nghiên cứu khảo sát toàn công ty, đội sản xuất sạch hơn đã quyết định đầu tư cho hệ thống hút mùi cưỡng bức tại xưởng tạo hạt, xưởng thổi túi và hệ thống thông gió trợ lực bằng quạt hút gió tự nhiên trên mái.
tại các vị trí sản xuất trong xưởng tạo hạt và xưởng thổi túi. Để thu khí mùi bốc lên, công ty đã dùng phễu có tiết diện lớn. Phễu được nối với quạt hút có công suất lớn bằng hệ thống ống dẫn phi 140-168mm. Khí mùi được lọc qua bộ lọc than hoạt tính để khử hết khí độc hại trước khi thải ra ngoài môi trường. Sau khi giải pháp được thực hiện, các khí mùi độc hại đã bị khử sạch bởi hệ thống lọc khí sử dụng carbon hoạt tính, nên ô nhiễm môi trường với mùi nhựa cháy sẽ được giải quyết triệt để. Như vậy, công ty đã có một hệ thống đồng bộ hút khí thải có xử lý khử mùi bằng than hoạt tính ngay tại các vị trí phát sinh, hạn chế đến mức tối đa khuếch tán khí thải độc hại vào môi trường làm việc của công nhân và môi trường xung quanh. Việc hút mùi đồng thời cũng tạo ra lưu thông thông thoáng không khí trong các phân xưởng sản xuất và sẽ dẫn đến giảm được nhiệt độ môi trường làm việc cho công nhân, tránh được nóng bức quá mức cho phép do các thiết bị sinh nhiệt trong phân xưởng gây ra, đặc biệt là trong thời tiết mùa hè. Để giảm thiểu nhiệt độ trong môi trường làm việc của công nhân, công ty đầu tư trang bị hệ thống thông gió bao gồm thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức. Với quy mô hiện tại, công ty đã xây dựng và bố trí lắp đặt các quạt thông gió tự nhiên bố trí trên các mái nhà xưởng. Cái lợi ích kinh tế cho cái đơn vị sản xuất, doanh nghiệp sản xuất này rất là nhiều. Và thứ nhì nữa là mang lại cái lợi ích về cái vấn đề môi trường, tức là cái vấn đề tác động về môi trường cho cái cộng đồng xung quanh. Tức là cái trước đây, trước khi mà thực hiện cái dự án này thì riêng về cái mùi trong cái dây chuyền sản xuất này, khi mà nó thực hiện, nó hoạt động là cái mùi nó phát tán ra như vậy là cỡ chừng khoảng 1 km tới 2 km trong cái khu vực này thì đều nghe cái mùi, khi cái mùi nhựa này nó phát tán ra hết. Nhưng mà bây giờ thì khi mà chúng tôi đến ngay chỗ cái văn phòng này, sau khi thực hiện cái giải pháp mà khử cái mùi này đi, thì bây giờ cái mùi này nó giảm đi rất là nhiều và cái mùi đó nó không còn ảnh hưởng như trước đây nữa. Ngoài ra, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy cũng là một giải pháp để hạn chế sự phát tán bụi. Nước thải từ quá trình sinh hoạt và sản xuất của công ty đều được thu hồi vào bể lắng. Đây là hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường loại B do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Quảng Nam thiết kế. Nước sau khi xử lý, trước khi thải ra cống thoát chung của cụm công nghiệp, đã được chảy tràn qua hệ thống lọc tự nhiên bằng cỏ vetiver. 16 giải pháp mà chúng tôi thực hiện thì nó cũng không tốn kém là bao nhiêu, dễ làm. Chúng tôi chỉ có đầu tư có 40 triệu đồng thôi, nhưng mà hiệu quả nó rất là lớn. Như vậy là nói riêng về điện á, là mỗi tháng chúng tôi là so sánh á, là từ 5.000 đến 7.000 là kilowatt, tức là tương đương là 5 đến 7 triệu đồng là một tháng của về điện. Về vấn đề là nguyên vật liệu á, là trước đây chẳng hạn như là khi mà nó lẫn lộn giữa vấn đề mà băm giặt rửa đó, hay là các cái khâu của vấn đề mà sản xuất á, thì chúng tôi phải đi bán rẻ đi. Chẳng hạn như là chi phí giá thành lên đến là 10.000 đồng nhưng phải quay lại bán 1-2.000, thì những cái đó là cái vấn đề là hết sức là lãng phí, mà cái đó là nó dẫn đến vấn đề là tác động xấu với môi trường. Thì nói chung ra là trong cái 16 giải pháp đó là cũng hết sức là đơn giản, nhưng mà mình không nghĩ ra được, nhưng phải có người là giúp mình là chỉ về vấn đề và từng bước là vấn đề mà phải cải thiện như thế nào. Như vậy, tổ hợp các giải pháp sản xuất sạch hơn, ngoài các biện pháp phải đầu tư chi phí khá lớn, thì việc ứng dụng giải pháp quản lý nội vi ít chi phí cũng đã đem lại hiệu quả rất lớn. Quản lý nội vi ở đây là từ việc kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, xác định các mức độ tiêu hao hóa chất, năng lượng, điện, nước tại các phân xưởng, đặc biệt là nâng cao ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu của người công nhân. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã tiết kiệm được gần 20 triệu đồng hàng tháng từ việc tiết kiệm năng lượng, điện, nước, nguyên vật liệu. Điều đó cho thấy, với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ như công ty cổ phần nhựa Mỹ Hưng, thì việc ứng dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ngay từ đầu nguồn sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến các quá trình cải tiến, thay đổi thiết bị và khống chế quá trình sản xuất hiệu quả đã giúp tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất, đem lại lợi ích kinh tế và lợi ích môi trường cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng.